quan sát viên tổ chức an ninh và cộng tác ở Âu Châu bị kẹt trong chiến trận, tin từ Donetsk, Ukraine. Quan sát viên tổ chức an ninh và cộng tác ở Âu Châu hay OSCE đã bị kẹt trong trận chiến giữa dân quân ly khai miền Đông và quân đội Ukraine trong đêm hôm qua. Chỉ huy trưởng phái bộ quan sát OSCE tại Ukraine là ông Alexander Hughes đã nói với báo chí rằng toán quan sát đã bị kẹt trong trận chiến phía bắc thị trấn Kirovskovsky trong việc nửa giờ. Ba chiếc xe bị hư hại, ít nhất 40 quả đạn súng cối đã nổ gần đoàn xe. Toán quan sát đã lên một chiếc xe không bị hư trở về Kirovskovsky trên con đường H-21 và đã đi đến căn cứ ở Donetsk an toàn. Ông Hughes nói thêm rằng OSCE luôn luôn đánh giá tình trạng an ninh trước khi đi công tác, nhưng vẫn có nhiều nguy hiểm không thể đoán trước. Trước khi đoàn xe khởi hành, OSCE đã liên lạc với hai phía. Tình trạng an ninh hiện giờ cũng giống như trước đây. Cuộc xung đột không có chiến tuyến trải dài ở miền Đông mà giữa những vị trí. Phái đoàn OSCE đã bị kẹt giữa hai vị trí của hai phe. Phái đoàn chính phủ Ukraine, dân quân ly khai, Nga và OSCE đã ký hiệp ước ngưng bắn tại miền Đông Ukraine trong ngày 5 tháng 9. Hiệp ước phần lớn đã được tôn trọng nhưng thường xảy ra những vụ nổ súng bất thường.